Hello, xin chào cả nhà. Hiện giờ gia đình của mình đang chuẩn bị check in nha. Check in vô phòng. Cháu tỉnh chưa? Lấy bằng đạn ra. Check in trong khu Vietjet. Lần đầu tiên là đi máy bay. Lần đầu Dấu đi máy bay. Lần đầu Mommy đi máy bay. Dấu còn chưa tỉnh ngủ luôn kìa. Đang ở trong khu vực check in. Bây giờ vô check in chứ. Làm thủ tục. Đây là thủ tục đầu tiên nè. Rồi đã làm xong thủ tục check in nha, người ta sẽ in ra cho mình một cái vé này. Tiếp theo mình sẽ đi qua cái cổng an ninh. Đây, qua cổng bên đây. Người ta sẽ kiểm tra hành lý đồ đạc rồi mình sẽ đi qua cái cổng vô máy bay nha. Vòng an ninh rất là dài, rồng rắn lên mây luôn. Đi qua ra cổng ra tàu sân bay. Ai nói đi máy bay không có xe buýt. Đang ở trên xe buýt. Xe buýt sẽ đưa ra máy bay. Đấy, nhớ đi máy bay đó. Giáo ngủ vịnh bánh luôn. Cái nào mày không đây nè? Thôi mệt chút. Hồi nãy đi muốn tí cái lỗ tay, bây giờ nó không được luôn rồi. Lên máy bay ù tay luôn đúng không? Lúc cái này lúc đi vô nó vắng. Đây là sân bay Phù Cát. Không có taxi riêng đón luôn. Đã chưa?